Wow, rất là nhiều đồ chơi này. Wow, ui, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Rất là nhiều xe tải ben nhá, đang chở những em máy xúc này, xe lu này các bạn ơi. Nhiều quá. À, em này đầu tiên này các bạn ơi. Mình sẽ chở em này đi nhá. Wow, em ấy đã đổ ở vườn hoa rồi các bạn ơi. Wow, mình sẽ cứu em này nhá các bạn ơi. À, đây là một em máy xúc lật này các bạn này. Đấy, một em máy xúc lật nhá, rất là to luôn các bạn ơi. Đấy, mình sẽ cho vào trong rổ nhá các bạn ơi. Đấy. Nào, mình sẽ cứu em xe ben này nào. Wow, ui, chà, ai da. Một em xe ben đã lên rồi các bạn ơi. Này, bấm vào đây này. Này, nó sẽ đổ ben nhé các bạn nhé. Này, bấm vào đây nhá. Đấy, wow. Này, nó hơi xịn luôn. Wow. Một em xe ben nhá. Cho vào đây nhá các bạn ơi. Nào, tiếp tục đi các bạn ơi, xem nào. Wow, đây nữa này các bạn này. Một em xe ben đang chở máy xúc này. Wow, đổ vườn hoa rồi các bạn ơi. Cứu em này thôi. Wow, ui chà. Các bạn ơi, đây, rất là xịn nhá. Một em máy xúc này. Đấy. Wow, múc nước luôn. Múc nước. Wow, múc nước nào. Wow. Em máy xúc này đã đổ rồi. Một em máy xúc rất là bẩn nhá các bạn nhá. Rất là nhiều bùn này. Mình sẽ đem về đi tắm cho em ấy nhá các bạn ơi. Nào, tiếp tục nhá. Này, một em xe ben đùm chắc, mình cho vào đây đem về nhá. Tiếp tục nào. Wow, một em xe lu này các bạn này. Đấy, đây là một em xe lu nhá, bulldozer này các bạn này. Lốp rất là to luôn, dính hơi bị nhiều bùn nhá các bạn nhá. Rất là bẩn các bạn ạ. Nào, mình cho em xe lu vào đây. Ok, một em xe lu. Rồi. Wow. Wow, là một em máy xúc nữa này. Wow. Rồi, một em máy xúc. Một em máy xúc rất là bẩn các bạn đây. Nào, xem nào. Ai da. Wow, cái gì đây nhỉ? Ui chà. Wow. Em này là em gì đây? Mình sẽ rửa sạch cho em nhá. Wow. Wow. Một em cua này các bạn này. À, đây là một em cua. Đấy. Một em cua đã được mình tắm sạch nhá. Ok, tiếp tục nhá. À, đây là em xe cần cẩu máy xúc này. Ui trời. Sạch chưa các bạn ơi? Wow. Ui chà. Đấy. Một em máy xúc đã được mình rửa sạch nhá. À, đến em xe trộn bê tông này. Wow. Ui chà. Wow. Đấy. Một em máy xúc. À, một em xe trộn bê tông các bạn ạ. Mình đã rửa sạch nhá. À, đến em xe này. Wow. Em này sạch rồi các bạn ơi. Một em xe mô tô 4 bánh này. Đấy. Tiếp tục nhá. Em xe buýt. Ui chà. Ô trời ơi, quá mát luôn. Wow. Đấy, một em xe buýt đã được mình tắm sạch nha các bạn nhá. Rồi, tiếp tục nào. À, em gì đây? Wow. Ui chà chà. Wow. Em này là một em máy xúc này các bạn này. Một em máy xúc nhá. Ây xà, một em máy xúc đã được sạch này. Đến một em xe ben nào. Ui chà. Wow. Em này bẩn quá. Rồi, xe ben đầy nước này các bạn này. Đổ ben luôn. Ê, ok, đến một em xe ben nữa nhá. Ui xồi, quá mát luôn. Quá mát các bạn ạ. Rồi, sạch rồi. À, đến em cần cầu nào. Rồi, cần cầu sạch rồi các bạn ơi. Hi hi. À, đến em gì đây. Ui chà, wow. Có cả mát luôn. Rồi. Ây da. Em này hay không? Quá hay luôn. Đấy. À, đến một em chở rác nhá. À, chà chà. À. Wow. Xe chở rác đã sạch rồi các bạn ơi. Tiếp tục nha. À, đến em xe máy này. Ui trời. Wow. Em xe máy sạch rồi này. Một em Vespa Piaggio nhá. Rồi, đến em xe gì đây? Ui trời. Em này bẩn quá các bạn ơi. Ui chà. Em này bẩn quá. Phải lau cho em ấy. Đấy. Phải lau cho nó sạch nhá. Ai da. Rồi, nào. Ui trời. Wow. Các bạn ơi, đây là một em xe siêu nhân nhện này. Spider-Man này. Úi giời, chỗ này vẫn bẩn nhá. Nào, mình rửa lại nhá. Nào. Đấy, sạch rồi. Ok. Wow. Nhiều đồ chơi sạch không các bạn ơi? Đấy, yeah. Ok. Đây là một em máy xúc này các bạn ơi. Em này dính rất là nhiều bùn này các bạn này. À,
Wow, em này có cả cái đĩa ủi này các bạn ơi. Đây là cần xúc của em ấy nhá. Và em ấy dính rất là nhiều bùn này. Tí nữa mình về mình sẽ tắm cho em ấy các bạn nhá. Nào, mình sẽ cho em này vào trong rổ nhá. Nào, một em này. Wow, đây là một chiếc búa của thần to này các bạn ơi. Ai xa, pap 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 pap, hay pap 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 pap, hay một chiếc búa to các bạn nhá. Cho vào đây này các bạn này. Nào, tiếp tục nhá. Đây là một em đung chắc này, xe ben này các bạn nhá. Ai xa, wow, đây là một em xe buýt trường học này các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào. Wow, một em đung chắc rất là to này các bạn ơi. Đấy, xe đung chắc nhá. Một em xe ben rất là to này các bạn này. Mình cho vào đây nhá. Wow, một em máy xúc này. Đấy, với lại đây là một em xe bán tải này. Cho vào đây nhá các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, một em monster. Đấy, siêu xe. Wow, một em xe trộn bê tông này. À, còn đây là một em siêu xe của Captain này. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Tiếp tục nhá. Wow, một em xe cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, một em xe cảnh sát dính rất nhiều bùn nhá. Này, cho vào đây. Hi, nhiều quá các bạn ơi. Wow, một em đung chắc nữa này. Một em đung chắc rất to các bạn nhá. Này, có cầu thang đi lên này. Đấy, ok các bạn ơi. Nhiều quá. Hi, tiếp tục nhá. Một em xe ben nữa này. Xe ben rất to nhá. Wow, bấm vào đây để đổ ben này. Hi. Wow. Nào, chở em xe này vào đây nhá. Một em xe tí hon này. Còn đây là một em xe lu này, bulldozer nhá. Đấy. Một em máy xúc nữa này. Rồi, cho hết vào đây nhá. Đây là một em xe buýt này các bạn ơi. Mình sẽ rửa em này đầu tiên nhá. Wow, em ấy bơi dưới nước luôn này các bạn ơi. Wow, ui chà. Wow, wow, wow. Các bạn ơi, đây là một em xe buýt chở khách này. Các bạn thấy không, rất là nhiều hàng ghế nhá. Xe buýt 2 tầng luôn này các bạn ơi. City Bus, đấy, số 18 các bạn ơi. Wow, em này bong cả tem rồi này các bạn này. Đấy, mình sẽ cho em này ra đây nhé các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nha các bạn ơi. Xem nào. Wow, đây rồi, đây rồi. Em này đi. Wow, một em xe chở dầu này các bạn này. Em này rất là to luôn. Rồi, mình cho xuống nước nhá. Rồi, tắm đi các bạn ơi. Wow, em này bẩn quá này. Ui chà. Wow. Đấy. Wow. Hello. Xin chào các bạn nha. Đây là một em xe chở dầu màu đỏ này. Có thùng dầu màu vàng các bạn nha. Này, em có mấy cái nắp ở trên đầu này các bạn này. Mấy nắp này để đổ dầu vào đấy nhá. Rồi, ok. Wow. Em kia bị ngã luôn các bạn ạ. Nào, tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào, em này là em gì đây. Wow, một em máy xúc các bạn ơi. Rồi, cho xuống nước luôn. Tắm luôn nhé các bạn ơi. Đấy. Wow. Một em máy xúc nhưng mà bị mất cái đế rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho em máy xúc ở đây nhá. Đấy, xong mình chữa cho em ấy nhá các bạn ơi. À, tìm thế nào. Đâu rồi. Wow, đây rồi. Đấy. Wow, đây là cái bánh của em ấy này các bạn này. Đấy, mình sẽ lắp vào đây cho em ấy nhá. Đấy. Ok. Ui xôi các bạn ơi, mình đã chữa được một em máy xúc rồi. Em máy xúc này bị hỏng nhá các bạn nhá. Đấy, mình chữa được rồi nhá. Này, quay ra đây. Đấy, cho đứng lên xe buýt luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em này là xe gì đây các bạn ơi. Nào. Wow, các bạn ơi, đây là một em xe cứu hỏa này. Xe cứu hỏa màu đỏ nhá. Đấy, phải chắc các bạn ơi. Này, em này nâng được cần luôn này. Đấy. Ý chà, cần cầu cứu hỏa nhé các bạn nhé. Rồi, ok, tiếp tục đi các bạn ơi, xem nào. Wow, ui, em cần cầu này to này các bạn này, rất to luôn nhá. Đấy, các bạn thấy không, rất là thích nhá. Tắm mát cực kỳ luôn các bạn ạ. Wow, wow. Nào, đổ bên nhá. Rồi, bên này. Wow. Ây xà. Các bạn ơi, đây là một em cần cầu này. Chuck Crane. Đấy, cần cầu cứu hỏa và cứu hộ luôn các bạn nhé. Ok, mình cho ra kia nhé. Wow, hi hi. Tiếp tục nào. Wow, một em Zoller. Em này là một em xe lu này các bạn này. Xe lu dính bùn rất là bẩn nha. Nào,
Wow, u chà. Đấy, mạc quá các bạn ơi. Chi chà. Wow. Ai da. Ôi, các bạn ơi, em này bị rơi mất một cái lu rồi. Mình sẽ cho em ấy ra đây nhá. Rồi, mình sẽ lấy cái lu này mình lắp cho em ấy nha các bạn ơi. Ai da. À, em ấy bị rụng cái lu ra rồi. Mình sẽ sửa chữa cho em này nha các bạn nhá. Đây, mình sẽ lắp vào đây này các bạn này. Isa, wow, con này khỏe thế. Nào, lắp vào đây nào. Đấy, lắp vào đây. Wow. Ui, con này hơi bị khó lắp các bạn ạ. Đấy, lắp vào đây này các bạn này. Đấy, cho vào đây này. Ok, mình đã lắp được lu cho em rồi nha các bạn nhá. Nào, tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, một em máy bay. Quen, pam 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 pam. Rơi xuống nước rồi các bạn ơi. Wow, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Em máy bay này bơi dưới nước luôn. Wow. Đấy, tắm sạch sẽ nhá. Wow, ui các bạn thấy không? Em phun nước ở đầu này. Wow. Một em máy bay chở khách rất là to các bạn ạ. Wiu wiu. Quen, pam pam pam. Wow. Tiếp tục nào. Quen, pam pam. Đấy, một em máy bay nữa nha các bạn nhá. Ui xa. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một em máy bay. Chở thêm một em máy bay con ở trên nữa này. Máy bay mẹ chở máy bay con nhá. Quen 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 quen. Bạch 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 bạch. Ôi. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Nào. À, còn đây là một em xe máy ủi này. Một em xe máy xúc lật các bạn nhá. Rồi, mình tắm cho em này nào. Wow, ui chà. Wow. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật này. Đấy, đây là một em bulldozer. Rồi, win, pam pam. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi, xem nào. Wow, một em máy xúc này rất là bẩn nha các bạn ơi. Nào. Wow. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc này. Đấy, máy xúc tự hành các bạn nhé. Xe tải máy xúc tự hành này. Rồi. Wow. Tiếp tục nào. Quen 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 quen. Ui, em này là em gì đây? Đổ ben được luôn này các bạn ơi. Nào. Wow. City Survive. Một em xe đổ rác các bạn nhá. Garbage truck này. Ok. Pem 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 pem. Wen wen wen. Wiu wiu wiu. Các bạn ơi, đây là một em xe cảnh sát này. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy, một em xe cảnh sát nhá. Ui xa. Wow. Một em xe cảnh sát màu trắng này các bạn ơi. Rất là đẹp nhá. Police car. Ok. Cho ra kia nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi. Ui, em này là một em cân cầu nữa này các bạn ơi. Nhiều quá các bạn ạ. Ý xà các bạn ơi. Đây là một em cân cầu cân dài các bạn nha. Cân cầu rất là to luôn các bạn ạ. Ai vứt đồ chơi đây rất là nhiều nha các bạn ơi. Đây, một em máy bay dính rất là nhiều bùn này các bạn này. Wow, bạch 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 bạch. Hi hi. Một em máy bay chở khách nha các bạn nha. Đấy, mình sẽ cho trong rổ này. Wow, rất là bẩn nha. Ui, em này là em gì đây? Wow, một em máy xúc lật các bạn ơi. Wow, bulldozer. Cho vào đây nha, tiếp tục nào. Wow, em này nữa này các bạn ơi. Một em xe cần cẩu nha. Em cần cẩu cứu hỏa này, rất là to nha các bạn nha. Đấy. Ok, cho vào trong này nha các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, một em máy bay nữa này các bạn này. Đấy, em máy bay rất là to nha. Nhặt hết về nha các bạn ơi. Nhiều quá này. Wow, hi. Một em xe, xe này là xe lu các bạn ơi. Một em roller. Ok, rồi. Cho vào đây luôn. Wow, quá là bẩn các bạn ơi. Ui, em này là em gì đây? Wow, một em máy xúc excavator này các bạn này. Ý xà, quay luôn. Đấy. Wow, hơi bị xịn sò các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào. Nhiều quá này các bạn ơi. À, đây là một em xe buýt này các bạn này. Một em xe buýt chở khách nhá. Wow. Ui, em này đi nghịch bùn ở đâu ấy các bạn ạ? Rất là bẩn nha. Mình sẽ đem về mình tắm cho em ấy các bạn nhá. Wow. Hi. Một em xe chở dầu này. Wow. Đấy. Ok. Một em xe máy rất là bẩn này các bạn này. Wow.
Đây là một em Captain America này. Ui, đi xe máy luôn, xịn sò luôn các bạn ơi. Đấy. Wow. Ít à. Wow. Hơi bẩn các bạn ơi. Wow. Chiu chiu chiu. Toán các bạn ơi, đây là một em Captain America này. Em này có cái khiên ở đầu để chắn đạn nhé các bạn nhé. Đấy, xịn sò luôn các bạn ơi. Rồi, cho em vào đây nhá. Wow, lên xe ben luôn các bạn ơi. Nào, em này là em gì đây? Wow, em này có cái cần nâng rất là cao này các bạn này. Đấy, em này là em gì nhở? Này, xem nào. Wow. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một em xe cứu hỏa pha chắc này. Đấy, cần nâng này để chú lính cứu hỏa đứng lên đây nhé các bạn nhé. Xong bắt đầu nâng lên như này, xong bắt đầu là cứu hỏa nào. Wow. Em này hơi bị xịn luôn các bạn ơi. Cho đây nha. Wow. Tiếp tục nha các bạn ơi. Wow, em này là em gì đây? Nào. Chà. Nè 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 nè. Các bạn ơi, đây là một em xe buýt này, xe buýt chở khách nha. Này, bác lái xe ngồi đây này, bác lơ xe sẽ đứng ở đây nhá, còn hành khách sẽ ngồi trên này nha các bạn ơi. Đấy, một em xe buýt luôn. Hi, cho ra đây luôn. Hi, tiếp tục nào. Wow, em này là em gì đây? Hi. Wow. Chiu 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 toáng. Các bạn ơi, đây là một em xe tải quân sự này. Đấy, rất là xịn nha. Quạch 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 quạch. Đây là một nòng pháo của em bên này các bạn ơi. Yeah, pam 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 pam. Ấy. Xịn sò không? Các bạn thấy xịn sò không? Đấy. Cho em xe tải quân sự ở đây nhá. Đứng lên đầu xe đi. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, một em xe cảnh sát này các bạn này. Đấy, police car. Rất là bẩn này. Em này vừa đi bắt cướp về các bạn ạ. Đi đuổi bắt cướp về. Rất là bẩn này. Đi vào vũng bùn này. Nào mình sẽ tắm cho em nhá. Wow. Wow các bạn ơi. Đấy, một em xe cảnh sát đã được tắm sạch nhá. Này, mở cửa luôn. Wow, em này xịn sò luôn các bạn ơi. Đấy, mở cửa luôn. Ý, em này quá xịn luôn. À, police car, Range Rover. Đấy, quá xịn luôn đấy các bạn nhá. Rồi, cho đây đứng đi. Wow, cha cha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, một em máy xúc này các bạn này. Wow, một em excavator and dump truck. À, xe phục vụ nông nghiệp nhá. Excavator farmer. À, farmer car. Ok, cho ra đây luôn. Nào, em này là em gì đây? Wow, rửa hai em luôn đấy các bạn nhá. Pích 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 pích. Bam. Wow. Wow, các bạn ơi, đây là một em máy kéo này, tractor. À, một em máy kéo phục vụ nông nghiệp nhá. Quen, 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 quen. Wow, em này bốc đầu luôn các bạn ơi. Rồi, cho em đứng ở đây nhá. Ui, các bạn ơi, đây là một em máy bay lên, một em máy bay chở khách nha các bạn nhá. Đấy. Wow, thì tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. À, em này là một em máy xúc này các bạn này. Máy xúc nãy đi chơi dính bùn rất là nhiều, bẩn lắm. Wow. Wow. Các bạn ơi, đây là một em excavator. À, big excavator, một em máy xúc bự luôn. Rất là bự nha. Nào múc nước đi. Wow, ấy. Chà, chà, chà. À, em này múc nước luôn các bạn ơi. Em này múc nước khỏe lắm. À, cho đây. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. Em này là một em máy xúc lật này các bạn này. Rất là to luôn. Nào. Wow. Yeah, em này bẩn quá này các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật này. À, máy xúc lật màu xanh nhá. Có cái gầu múc màu đỏ này các bạn này. Rồi, ok, cho ở đây nhá. Wow, quá là đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp tục nào. Wow, một em máy xúc to nữa này.
Wow. Chà. Wow. Nào. Wow. Wow, một em máy xúc cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Màu xanh và màu trắng nhá. Một em excavator police. Wow. Xe máy xúc cảnh sát luôn các bạn ạ. Đấy, police excavator. Wow. Ra đây đứng nè. Wow, quá đẹp luôn. Tiếp tục nào, rửa hai em luôn nhá. Đấy. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật này. Còn đây là một em chuck mixer, một em xe trụ bê tông nhá. Xe trụ bê tông xịn sò xinh xinh nhá. Ok. Tiếp tục nào. Wow. Em này là em gì đây? Wow. Ê. Một em tàu hỏa chuck monster. Wow. Rồi ôi, em này quá xịn luôn. Rồi. Đấy, còn em này là xe chở dầu các bạn nhá. Wow, quá xịn luôn nha, rất nhiều nhiều xe. Ui, cái gì đấy các bạn ơi? Wow, ui chà. Này các bạn ơi, ui, sao lại có em xe đồ chơi đây này? Wow, ui. Đấy. Wow. Có một em máy xúc bị mắc kẹt ở đây này, với một em mô tô nữa các bạn nhá. À, các em bị mắc kẹt ở đây này. À, đây là một em mô tô này. Siêu xe máy nhá. À, đây là một em máy xúc này. À, mình sẽ cứu em ý các bạn nhá. Nào, em ý hôm nay bị đi chơi bị mắc kẹt ở đây. Mình sẽ đi cứu em ý xem nào, xem còn em nào bị mắc kẹt nữa không các bạn nhá. Xem nào. Wow, vườn này nhà mình rất là rộng các bạn ạ. Ui, đây này các bạn ơi. Wow. Ý, các bạn thấy chưa? Đây. Wow, lại một em mắc kẹt nữa này. Ý, mình cứu em ý nào. Wow, em máy xúc ơi. Chờ anh nhá, anh cứu em nhá. Wow, ui chà. À, một em máy xúc đã bị mắc kẹt, đã được mình cứu các bạn nhá. Đấy, hơi bị xịn luôn. Rồi, cho em máy xúc vào đây đi. Tiếp tục nào. Wow, một em xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đấy, nâng cần được luôn này các bạn này. Có súng để tưới nước nhá, để cứu hỏa cho các bạn nhá. Có đèn xanh đỏ trên đầu này. Ok, một em xe cứu hỏa này. Mình đi tìm tiếp nào các bạn ơi. Nào, xem nào. Còn đồ chơi nữa không nhá. Cái vườn này rất là rộng các bạn ạ. Xem nào. Wow, cái gì đỏ đỏ kìa các bạn ơi. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Ây chà, các bạn ơi. Rất là nhiều đồ chơi này. Wow. Một em cần cầu cứu hỏa nữa này các bạn ơi. Đấy. Một em cần cầu cứu hỏa nhá. Wow. Hôm nay mình đi chơi, mình nhặt được rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Đây này các bạn ơi, một em xe rơ móc nữa này. Bánh quay rất tít nhá, chắc tở. Ok. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Đi tìm đồ chơi tiếp nào các bạn ơi. Nhiều quá. Xem nào, cái vườn rau ở nhà mình còn nữa không nhá. Xem nào. Wow, đây này các bạn ơi. Ý, các bạn thấy không? Wow. Wow. Nào, để anh cứu em cần cẩu nhá. Em cần cẩu này bị mắc kẹt các bạn ạ. Đấy. Em có cả bánh răng ở đây này. Đấy. Có cần móc ở đây nhá. Ôi xa, kéo được cần dài ra này các bạn này. Đấy. Wow. Hi. Wen. Tâm. Hi. Wow. Ui chà. Một em police car, một em xe cảnh sát các bạn nhá. Đấy, xe cảnh sát màu trắng này. Wow, bánh quay tít luôn các bạn ơi. Đấy. À, em này là lắp pin vào đây này các bạn này. Đem về lắp pin vào là chạy ầm ầm luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi. Mình đi tìm tiếp đây các bạn ơi, xem nào. À, vườn rau này còn không nhá các bạn ơi. Xem nào. Wow, kìa kìa các bạn ơi. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Wow. Ấy xa. À, đây rồi. Ấy xa. Chạy đi đâu? Wow. Một em xe cào cào các bạn ơi. Xe máy cào cào nhá. Lốp rất to luôn. Đấy. Wow. Một em xe máy này. Với đây là cái gì đây? Wow, một em xe máy siêu nhân nữa đây các bạn ơi. Siêu nhân Captain America. Đấy. Hai em luôn các bạn nhá. Rồi, hôm nay mình nhặt được nhiều đồ chơi không các bạn ơi? Đấy, một rổ luôn. Rồi, mình đi tìm tiếp đây, xem nào. À, xem nào, còn em nào nữa không nào. Wow, kìa kìa các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Wow. Ui chà. Đấy. Một em siêu nhân nhện đi xe máy các bạn nhá. Spider-Man and Moto. Đấy. Ok các bạn ơi. Rất là xinh nhá. Wen.
Come on, come on. Let's go. Xem nào. Wow, xem còn đồ chơi nữa không nhá các bạn ơi. Kìa. Đây rồi, đây rồi. Các bạn ơi, một em xe nữa này. Wow. Một em máy xúc tự hành các bạn nhé. Xe tải máy xúc này. Rồi, xúc đất luôn. Xúc đất này, xúc đất này. Xúc đất này. Wow. Em này như thật luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào đây. Wow, nhiều quá này các bạn ơi. Đi tìm tiếp đi, xem nào. Wow, kìa các bạn ơi. Đây này, em này em gì đây? Wow. Chà, nhiều đồ chơi quá này các bạn ơi. Đấy, đây là một em xe ben này các bạn này. Xe ben đổ ben luôn. Đấy, em này hơi bị xịn các bạn nhé. Đấy, bánh quay tít luôn các bạn ơi. Đấy, một em đun chắc nhá. Đun chắc. Ok, cho vào trong này. Tiếp tục nào. Em này là em gì đây? Wow, ui, em này mở được cửa luôn này các bạn ơi. Trong này có cả vô lăng lái xe này. Đóng cửa nhá, bên này xem nào. Wow. Đấy, các bạn thấy không? Có vô lăng lái xe ở trong này này. Đấy, đây là một em xe cứu hỏa Fire Rescue. Đấy, 911 nhá. Đóng cửa này. Đấy, cửa sau này không mở được các bạn ạ. Cửa sau này bị khóa rồi. Bánh quay rất là tít nhá. Em này là một em cứu hỏa này. Fire Rescue. Cho vào đây. Máy xúc dính bùn nhá. Nào, mình sẽ cho vào đây mình tắm cho em với các bạn nhá. Wow. Ôi chà. Wow. Rất là mát các bạn ơi. Đấy. Chà. Thế. Đấy. Xà. Các bạn ơi, đây là một em excavator này. Máy xúc nhá. Múc nước này. Múc nước tắm luôn. Wow. Ôi chà. Wow. Hello. Nè. Wow, một em xe ben này các bạn ơi. Xe ben rất to nhá. Cho vào đây. Wow, một em xe bé xíu này các bạn này. Wow, một em xe quân sự các bạn ơi. Ui, em này mở cửa luôn này các bạn này. Đấy, bên này cũng mở được cửa nhá. Đấy, có lốp sơ cua này các bạn ơi. Wow, đóng cửa đi. Ok. Chà, cho đây nhá. Wow, nào mình rửa em xe ben nào. Wow, em xe ben này bẩn quá các bạn ơi. Đấy. Wow. Rồi. Hello các bạn ơi. Đây là một em đun chắc màu xanh này. Đấy, nâng ben luôn nhá. Rồi xa. Nào mình sẽ đổ nước vào đây nhá. Đấy, thấy chưa? Đổ nước nhá. Wow. Rất là xinh luôn các bạn ơi. Cho ra đây nhá. Wow. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ai da, đây là một em xe cảnh sát này các bạn ơi. Nào mình rửa em này nhá. Wow. Wow. Em này quá bẩn luôn nhá các bạn ơi. Đấy. Wow. Em này đi chơi ở đâu ấy, cho nên là em dính rất là nhiều bùn các bạn ơi. Này mình sẽ rửa tắm cho em đấy nhá. Wow. Nè. Các bạn ơi, đây là một em siêu xe cảnh sát này. Ai xà, sport car police. Ai xà, sport mark nhá. Xe này là siêu xe luôn các bạn ạ. Rất là xịn nhá. Đứng bên đây nhá. Rồi, tiếp tục đi. Wow. Một em máy xúc này các bạn này. Máy xúc xịn sò, có cả đồ ben luôn đây này. Đấy, mình sẽ tắm cho em này nhá. Wow. Wow. Ui, em này bẩn lắm. Rồi. Các bạn ơi, đây là một em excavator màu vàng nhá. Đấy, đồ ben này các bạn này. Đấy. Còn đây là cần máy xúc của em ấy nhá. Này, quạch. Chà. Rồi, đứng ở đây nhá. Wow. Nghe, tiếp tục nào. Ui, một em xe ben rất là to này các bạn ơi. Nói xa. Wow. Quá bẩn luôn các bạn ạ. À. Các bạn ơi, đây là một em đun chắc màu xanh này. Có cái đổ ben màu xanh nhá các bạn nhá. Còn đầu màu vàng này các bạn này. À, có chú lái xe ở trong này này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là cute nhá. Đứng ở đây nhá các bạn ơi. Nhiều xe quá các bạn ơi. Tiếp tục nào, em này là em gì đây? Wow, một em siêu xe nữa này. Wow. Wow. Một em siêu xe của Captain America. Siêu xe biến hình nhá. Wow,
Đấy, ui, em này biến hình gãy luôn cả người rồi. À, đây rồi. Đấy, các bạn ơi, thấy chưa? À, thành một em siêu siêu nhân luôn, robot luôn. Đấy, biến hình thành siêu xe. Quạch, đấy, siêu xe Captain nhá. Rồi, cho lên đây nhá. Quá xịn luôn các bạn ạ. Nào, em này là em gì đây? Một em xe buýt này các bạn ơi. Nào, mình sẽ tắm cho em này nha. Nè, 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 nè. Wow, xia, wow, Sweet Traveling, một em xe buýt du lịch nhá. Đấy, rất là xịn luôn các bạn ơi, một em xe buýt du lịch này chở được rất nhiều hành khách nhá các bạn nhá, rất là to mà rất là đẹp luôn em này ấy. Rồi, mình sẽ cho ra đây đứng, đứng lên xe ben luôn. Wow, tiếp tục nào. Wow, một em xe trộn bê tông này các bạn này. Yeah. Wow, hơi bẩn nhá. Em này vẫn hơi bẩn. À, một em trộn bê tông chắc mixer. Đấy. Wow, nó ra kia luôn. Tiếp tục nào. À, đây rồi các bạn ơi. Một em máy xúc rất là đẹp này. Nào. Wow. Đấy, các bạn thấy không? Một em máy xúc màu xanh lá cây nhá. Đấy, cần rất là dài này các bạn này. Đấy, rất là xịn mà như là thật luôn các bạn ạ. Đấy, bánh quay tít mù. Có cả ống khói đằng sau này các bạn này. Quách, y da. Một em máy xúc màu xanh lá cây. Wow, em ấy đổ luôn các bạn ạ. Tiếp tục nào. Ui, một chiếc búa của thần thò. Wow, búa của thần thò các bạn nhá. Rất là to. Cái búa này rất là nặng này các bạn này. Đấy, một chiếc búa của thần thò này. Bạch, 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 bạch. Ui, ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Đấy ra, một em gì đây? Wow. Wow, các bạn ơi, đây là một em bán tải cabin kép này. Đấy, ok, một em bán tải nhá. Đứng ở đây, tiếp tục đi các bạn ơi. Hu, một em xe lu các bạn ạ. Nào. À, một em xe lu màu vàng nhá các bạn nhá. Cute luôn. Rồi, quay được nhá các bạn nhá, quay được cái lu này. Đấy, đứng ở đây nhá. Rồi, tiếp tục nào. Hú xa. Wow. Một em Moto Monster. Đấy, một em siêu xe nhá.